Rất là nhiều bạn cho rằng là ơ sao Samsung đẻ nhiều quá, phân khúc nào cũng lắm máy thế kia, nhưng mà thật sự rằng là họ hướng vào những cái khách hàng tầm trung rất nhiều, bởi vì cái đối tượng khách hàng này tìm kiếm những cái chiếc máy 5-6 triệu đồng để mà xài lâu dài rất nhiều các bạn, cho nên cũng có lý do của nó. Trên tay mình đây đây là một chiếc Galaxy A15 5G mới toanh, thì đây là một cái chiếc máy rất là cân bằng trong phân khúc tầm 6 triệu đồng, 5 triệu đồng. Để trong video này muốn chia sẻ cho các bạn một vài cái cảm nhận của mình sau vài ngày sử dụng chiếc máy này, và để xem thử đây có phải là một cái món quà rất là đáng giá để mà chúng ta sắm Tết hay không. Hiện tại Thế Giới Di Động đang mở bán Samsung Galaxy A15 5G với 3 tùy chọn màu sắc khác nhau, với phiên bản 8GB RAM và 256GB bộ nhớ trong. Cùng với đó là sự ra mắt của Galaxy A15 nói chung và Galaxy A25 5G giảm đến 300.000 đồng cho các bạn đặt trước ngay từ hôm nay. Trong cái đợt ra mắt này, Samsung ra mắt A15, A15 5G và A25 5G thì mình thấy rằng những thiết kế của những chiếc máy này nó rất là ok. Ok ở chỗ là mọi thứ Samsung làm, những từ cái góc cạnh cho đến mặt sau nè, nhìn nó rất là tối giản và cũng như rất là cân đối với nhau, cầm vào rất là thích các bạn. Và phía trước chúng ta sẽ có một cái màn hình theo kiểu thiết kế Infinity U của Samsung á, với lại camera trước ở đây, và một cái màn hình lớn 6.5 inch. Thì đây là một cái màn hình có tốc độ làm tươi cao nha các bạn, nó có tới 90Hz lận, và cũng như rằng nó hỗ trợ cái tấm nền Super AMOLED. Và theo như mình tìm hiểu thì cái chiếc Galaxy A15 5G này được hỗ trợ cái tính năng Vision Boost, cho nên rằng chúng ta sẽ có thể nhìn màu sắc và độ sáng hiện thị ngoài trời tốt hơn. Thì quả thật là mình có thử tăng độ sáng lên 100% mà mình nhìn ngoài trời thì mình thấy rằng mọi cái góc nhìn nó đều hỗ trợ rất tốt đó, và cũng như rằng là mình vẫn đọc đầy đủ nội dung. Nó sẽ phù hợp cho những bạn nào mà mang máy đi chơi nhiều, hoặc là những bạn nào có nhu cầu kiếm một chiếc máy để mà phục vụ cho cái nhu cầu làm việc ngoài trời, ví dụ như những người lái xe, tài xế xe ôm công nghệ chẳng hạn. Quay trở lại cái thiết kế nha, thì cái phiên bản màu xanh trên Galaxy A15 5G này là phiên bản mình thích nhất, bởi vì cái màu xanh này rất là trẻ trung, rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Và mỗi tội nó hơi bám vân tay chút xíu vì nó được làm nhám ở mặt sau, nhưng mà khi mà chúng ta lau lại và các bạn nhìn thấy là những cái góc ánh sáng nó đổ dần vào cái phần camera nhìn cực kỳ đẹp. Thì đây là lần đầu tiên mà mình thích thú với lại một cái chiếc máy tầm trung của Samsung, bởi vì từ cái màu sắc cho đến từ cái thiết kế của nó hoàn thiện rất cao, cầm và không hề ọp ẹp một tí nào cả. Và một cái điểm mà mình cũng khá là thích đó chính là cái viền phần bên tay phải á, nó sẽ nhô lên một cụm và Samsung sẽ đặt cái nút tăng giảm lượng và cái nút nguồn ở đây. Thì Samsung gọi nó là cái Key Island, tức là hai cái nút này nó nằm trên một cái đảo các bạn, nhìn cũng khá là hay đó. Và cái phần lõm phía dưới á, cầm mà cũng khá là chắc tay đó. Thì thật ra cái chiếc máy này nó có một dung lượng viên pin lớn, cho nên là các bạn sẽ thấy rằng nó hơi dày chút xíu, nhưng mà tổng thể máy chỉ có 200g thôi, cầm nắm cũng rất thoải mái, không có vấn đề gì cả. Ok, mình sẽ quay trở lại cái câu chuyện màn hình một chút xíu. Thì cái màn hình của Galaxy A15 5G như mình đã nói, nó có tốc độ làm tươi là 90Hz, thì mình không có ý kiến gì về cái này cả, bởi vì mọi thứ đều rất tốt, vuốt rất là mượt mà, đặc biệt là vuốt Facebook, vuốt TikTok, Instagram và đó, mọi thứ rất là ok. Mình thích một điểm đó chính là cái chiếc máy này nó hỗ trợ màu sắc rất tốt nha các bạn, và góc nhìn cũng rất tốt luôn, cho nên rằng là các bạn nhìn vào những cái hình ảnh mà xem YouTube, mà những cái video mà quay có màu sắc nhiều á, thì chiếc máy này nó sẽ hơi rực lên một chút xíu. Nhưng mà chúng ta sẽ có thêm một cái phần tùy chọn màu sắc bên trong phần cài đặt, đó chính là chúng ta hoàn toàn có thể đưa chiếc máy này về chế độ màu tự nhiên. Nhưng mình thấy cái chế độ màu tự nhiên natural nó hơi nhợt một chút xíu, cho nên chúng ta cứ tự tin để cái màu vivid lên cho mình là nó sẽ rực hơn và nhìn nó thoải mái hơn. Nhưng mà cái việc rực đó nó sẽ không có làm sai màu. Thì mình có thử kiểm chứng xem màu sắc trên chiếc Galaxy A15 5G này với lại một cái màn hình máy tính đó, thì mình thấy rằng màu sắc nó không sai lệch nhiều. Tất nhiên là các bạn vẫn có thể kiểu như là chụp ảnh và chỉnh sửa ảnh cho chiếc máy này và đăng lên mạng xã hội, thì các bạn không phải lo về cái việc bị sai màu. Ok, ngoài ra vài cái yếu tố khác mình thích đó chính là cái chiếc máy này có jack tai nghe 3.5 luôn, rất là thực dụng cho những người dùng trong phân khúc này sử dụng những tai nghe có dây. Mình vẫn sử dụng những tai nghe có dây để mà nghe nhạc trên chiếc máy này. Không phải lúc nào chúng ta cũng có tai nghe Bluetooth đúng không? Và không phải lúc nào chúng ta cũng sẽ có những cái DAC để mà chuyển ra cổng USB-C. Một điểm đáng tiếc đó chính là cái chiếc Galaxy A15 5G này nó chỉ có một loa dưới thôi nha các bạn. Nếu các bạn nghe nhạc loa ngoài thì không có trải nghiệm stereo như là dòng Galaxy A25 5G. Và cũng như rằng mình không thấy Samsung có đề cập về cái chuẩn kháng nước và bụi cho chiếc máy này. Nhưng mà mình nghĩ rằng đối với lại mức giá 6 triệu đồng thì chúng ta có quyền đòi hỏi cái tính năng kháng nước,
Đó, cho nên là đó cũng là một cái điểm thiếu sót cho chiếc máy này. Còn đặc biệt ngoài ra hết thì về thiết kế màn hình thì mình rất thích chiếc máy này, không gì để chê cả, mọi thứ vẫn rất ổn. Về phần cứng thì Galaxy A15 5G sử dụng với con chip Dimensity 6100 Plus, thì đây chính là cái con chip đưa 5G về những chiếc máy phân khúc giá rẻ tầm trung. Về CPU thì Dimensity 6100 Plus nó có 8 nhân, trong đó có 2 nhân mạnh là có Cortex A76. Thì mình không thấy rằng là MediaTek có công bố cái mức xung nhịp của CPU trên Dimensity 6100 Plus, nhưng mà theo như mình tìm hiểu về cái điểm Geekbench á, thì mình thấy rằng Galaxy A15 5G có một cái mức điểm CPU khá tốt ở cái điểm Geekbench 6, các bạn có thể tham khảo ở đây. Mình có so sánh nó với lại một vài cái chiếc máy khác cùng phân khúc. Và ngoài ra về CPU, theo những gì mình trải nghiệm trong thời gian qua thì mình thấy rằng cái việc giật lag của nó rất là ít nha các bạn. Việc mà chúng ta lướt mạng xã hội nhiều nè, chúng ta mở app nè, chúng ta lướt web đi, thì mình thấy rằng nó vẫn trơn tru như vậy thôi. Nên kết hợp với lại một cái nền tảng Android 14, cho nên là các bạn sử dụng máy không phải lo nghĩ gì cả. Về câu chuyện về GPU thì mình có thử cài đặt PUBG Mobile cho trên chiếc máy này, thì mình thử set ở mức độ họa thấp và nó chơi được khoảng, mình tính thôi nhưng là khoảng 30 fps, thì mình thấy rằng đã động cái mức ổn. Nếu như các bạn cần đòi hỏi chơi game fps thì tất nhiên chúng ta phải hy sinh một chút xíu về cái phần đồ họa đó, mà chúng ta ưu tiên cái fps hơn thì chơi nó vẫn mượt mà hơn. Thì các bạn có thấy rằng là trong một vài tình huống mà mình có thử xoay chuyển nhân vật hoặc xoay góc nhìn để nhắm bắn á, thì chiếc máy này vẫn thể hiện rất tốt, nó có độ trễ thấp ha. Và ngoài ra các bạn vẫn có thể vô tư chơi cho mình những tựa game nhẹ khác, những tựa game RPG, những tựa game phiêu lưu, thì không làm khó cái chiếc máy Galaxy A15 5G này. Đó là cái điểm mình rất thích. Nói chung về hiệu năng thì con chip này sẽ làm tròn vai cho những chiếc máy 6 triệu đồng, đặc biệt là Galaxy A15 5G này. Mình vẫn rất là thích. Về camera thì Galaxy A15 5G có 3 ống kính camera, trong đó có camera chính lên tới độ phân giải là 50 megapixel. Mình hơi đáng tiếc là nó không có hỗ trợ chống rung OIS mà thôi, nhưng mà nó sẽ có một cái khẩu độ lớn là f1.8. Các bạn có thể xem một vài bức ảnh mình chụp nhanh ở đây, trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau, nhiều môi trường khác nhau, thì mình thấy rằng là Galaxy A15 5G thể hiện khá là tốt với những bức ảnh chụp bình thường. Tức là cái máy này đo sáng khá nhanh nha các bạn. Ví dụ như các bạn đưa lên trời nắng hơi gắt một chút xíu, các bạn lấy nét là thôi, thì nó đo sáng lại rất nhanh. Nên mà các bạn bấm chụp thì cái việc nó lấy nét và bấm chụp cũng khá là nhanh, tạm ổn cho một chiếc máy trong phân khúc này. Và ngoài ra ảnh chụp đêm thì Samsung mình thấy có vẻ như luôn nổi tiếng trong việc chụp đêm, là những bức ảnh nó sẽ tăng lên sáng đáng kể. Tức là cái vùng nó hơi tối nhưng mà nó sẽ đẩy sáng lên, cho nên là sẽ có tình trạng nó hơi no chút xíu. Và các bạn lưu ý là khi mà các bạn chụp đêm các bạn cố gắng giữ máy nó vẫn một chút xíu. Ví dụ như các bạn hơi lệch tay một chút xíu thôi, rung một nhẹ thôi thì nó sẽ bị eo nét. Thì đó là một cái điểm mà mình lưu ý. Chỉ cần chúng ta khóa nét và chúng ta giữ tay thôi là chúng ta sẽ có những bức ảnh đêm rất là lung linh. Và chế độ chụp chân dung thì mình không phải bàn cãi nữa, thì chiếc máy này nó xử lý làm mờ phông phía sau cũng khá là ổn, nhìn cũng rất là ảo diệu, có thể up ngay lên mạng xã hội luôn. Và các bạn nữ có thể sẽ thích cái camera chụp selfie trên Galaxy A15 5G, nó có độ phân giải là 13 megapixel và nó xử lý da khá là ảo nha các bạn. Ví dụ như mình da hơi đen nhưng mà lên á, bức ảnh nó sẽ xử lý lại, nó sẽ giúp da mình trắng hơn và hầu như là rất khó để thấy mụn, cho nên là cứ đưa lên mình chụp thôi. Thì nếu như các bạn nào mà qua những app bên thứ ba nữa thì nó càng ảo diệu hơn nữa. Về pin thì Galaxy A15 5G có viên pin là 5000 mAh, một viên pin lớn nha các bạn, và có hỗ trợ sạc nhanh 25W. Lưu ý là cái bộ sạc nó sẽ không có trong hộp, các bạn chỉ có dây sạc thôi, các bạn phải dùng những cục sạc bên ngoài. Thì 25W PD là đủ sạc nhanh cho chiếc máy này rồi. Và mình thấy rằng cái thời lượng sử dụng chiếc máy này nó cũng khá là nhanh, bởi vì mình luôn để màn hình 90Hz và để độ sáng cao. Đó, cho nên rằng là nếu như các bạn có chơi game trong ngày thì cái việc mà khoảng từ sáng 8 giờ các bạn rút sạc 100% mà đến khoảng 6 giờ tối thôi là pin con này sẽ chỉ vào khoảng 30% mà thôi. Thì nếu như chúng ta có đi chơi buổi tối, chúng ta có cà phê chơi game với bạn bè thì chúng ta phải cần sạc lại. Đó, còn nếu như những ai không chơi game thì mình tin rằng mức dung lượng pin này vẫn đủ một ngày. Và những cái nhu cầu hỗn hợp của mình thì cái chiếc máy này đạt vào khoảng 6 tiếng 45 phút on screen. Đây là một cái mức trung bình khá cho một chiếc máy có dung lượng pin 5000 mAh. Và kết hợp với lại cái nền tảng Android 14 nữa thì mình thấy rằng chiếc máy này mọi thứ nó vừa mượt mà tiết kiệm pin cũng rất là tốt. Tổng kết lại, Galaxy A15 5G là một chiếc máy cho mình một cái trải nghiệm khá là thú vị trong thời gian qua. Thứ nhất là một cái thiết kế vô cùng trẻ trung luôn, đặc biệt là nếu như các bạn mua màu xanh thì sẽ có một cái màu sắc rất là đẹp, chỉ cần lưu ý lau vân tay chút xíu
mình vẫn vô tư không xài ốp luôn. Và một chiếc máy có màn hình rất đẹp nha các bạn, màn hình rất tốt trong phân khúc này, và một cái camera đủ dùng chụp nhiều tình huống, ảnh vẫn xử lý rất tốt, cả camera sau và selfie, một cái hiệu năng ổn để mà cho các bạn có thể chơi game, có thể chơi được PUBG Mobile ở mức độ hòa thấp đó, và nhiều tựa game khác nữa. Và những cái điểm mà mình chưa thích đó chính là chiếc máy này, như mình đã nói, nó không có kháng nước và bụi, và cũng như nó chỉ có một loa ngoài mà thôi. Nếu như các bạn đòi hỏi hơn nữa về hiệu năng thì mình nghĩ cái lựa chọn Galaxy A25 5G sẽ phù hợp hơn đó. Còn các bạn nghĩ sao về chiếc máy này, liệu đây có phải là chiếc máy để các bạn sử dụng, đặc biệt là những bạn học sinh sinh viên hay là những người lớn tuổi mua làm quà hoặc là mua cho bản thân trong dịp Tết sắp tới hay không? Để lại bình luận cho mình đọc với nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.